chạy từ đầu đến chân rất sảng khoái như vậy là gì à, nó có hai trường hợp một là trường hợp quý vị thực hành đúng thì à, nó thuộc về cái hỷ cái hỷ à, do định xanh ừ. à, nhưng mà trường hợp thứ hai là quý vị thực hành sai quý vị hành thiền mà quý vị dựa theo cái sự xúc chạm do cái việc hành thiền sai cho nên quý vị sẽ có những cái cảm thọ nó nó gọi là nó đánh lạc hướng mình đấy hoặc là cũng do hành sai cho nên quý vị nghe đó nghe người ta mô tả đó rồi mình có cái ngóng có cái ngóng rồi À, chính do cái ngóng đó, đó, nó tạo nên những cái ảo giác không có thật thành ra cái quan trọng á, của sư á, là sư cần phải biết cái người hỏi này đó vì quý vị thực hành hơi thở như thế nào cụ thể như thế nào chứ không thể nào mình nói kiểu sơ sài như vậy được nhiều người họ cứ nghĩ là hành thiền hơi thở đơn giản xin tư không đơn giản thành thiền hơi thở nó chỉ nổi tiếng nhiều người biết đến nó phổ biến thôi chứ nó không có đơn giản nha không có đơn giản à, mà nhiều người thì họ hành thiền hơi thở chứ đơn giản nó phổ biến và nhiều vị uh, thiền sư uh, hướng dẫn hành thiền hơi thở cũng chỉ bởi vì nó nổi tiếng thôi nó phổ biến Tôi sẽ lấy ví dụ ha à, khi mà kêu mở một cái lớp hành thiền người ta hỏi thiền gì kêu thiền hơi thở thì người ta biết, ai cũng biết hết và đăng ký rất là đông. Nhưng mà kêu mà mở một cái khóa thiền, thiền ca á thì người ta không biết thiền casino là thiền gì. Rồi không ai đăng ký rồi. Như vậy thì vị thiền sư sẽ hướng dẫn như thế nào? Đâu có ai đâu mà hướng dẫn. À, hoặc là thiền được một tùy niệm Phật. Rồi bao nhiêu người sẽ đăng ký, có gì thử nghĩ coi. Đấy. À, thành ra là nhiều cái khóa thiền tổ chức thiền hơi thở chỉ bởi vì nó nổi tiếng thành ra nhiều người tưởng nó đơn giản thực tế thiền hơi thở không hề đơn giản à, mà cái người hỏi thì sư không chắc là có gì thực hành đúng hay không à, chính bởi vì như vậy sư nói rất là nhiều thì sư không có đồng ý cái chuyện là à, trình pháp online bởi vì khi trình pháp online như vậy có nhiều thông tin mà sư không biết ví dụ như sư không biết vị này có hành đúng hay không không hành đúng rồi không có theo dõi được cái tiến trình vị này hành thiền như thế nào à, chính bởi vì như vậy đó mình khó lòng mà đưa ra một cái nhận xét nào lắm chứ đừng nói là hướng dẫn để mà sư chữa